Mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn đến với kênh Lời TK Bonsai. Thì hôm nay nhà vườn em có gì một số cây cũng muốn giao lưu với bà con gần xa ha. Thì mặt hàng hôm nay thì cũng rất là đa dạng, cũng rất mong bà con gần xa xem và ủng hộ em ha. Hôm nay về có linh sam 86 với linh sam song hinh, rồi gừa bông, me, chiếu thủy, sam núi trái và cần thăng ha. Rồi nguyệt quế, chứ có một cây cây vú sữa ha, cây vú sữa thành phẩm à, và một cây si búp hồng ha. Thì em cũng rất mong bà con xem kênh và ủng hộ em như trong thời gian qua nhé. Bà con mình có chốt hàng thì nhớ ngày nhớ mã số để tránh cái sự nhầm lẫn ha. Nhà vườn em thì ở ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lê Dương, tỉnh Đồng Tháp ha. Số máy là 0798096577. Em tên Thanh. Đầu tiên là em vô cây số 1 luôn ha. Cây này cây gừa bông. Có sắp tiểu cảnh ha. Rồi em đo thông số. Này đo hạo thôi. Tổng cụm nó là 80. 80. Thì vị trí này thì nó 25 ha. Chiều cao cây này thì nó 55, tán ngang thì 65 ha. Với một cụm gừng. Chậm ha. Rồi, cây rất là già nha cô chú anh chị. Rồi tác phẩm này có giá là 3 triệu 500 nghìn đồng ha. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Tiếp tục là mã số 2 là linh sam 86. Cây này chiều cao 34, tán ngang 57. Rồi em đo thông số. Đo hoành ạ. Chịch xuống dưới. À, đúng rồi. Chịch cho anh chút. Làm. Này vị trí này thì nó 24. Mã số 2, linh sam 86. Cây này tàn rất là mịn ha. Cây này hổm gầy làm bông nó ra búp nụ rất là nhiều ha. Bông đang ra rất là nhiều nha cô chú anh chị. Vài bữa nó gộ. Rồi cây này em ship nguyên cái dĩa này thì có giá là 2 triệu 700 nghìn đồng ha. Linh sam 86. Rồi em đổi cây ạ. Mã số 3 là linh sam song hinh cô chú anh chị. Cây này chiều cao nó 34, tán ngang nó 41. Mã số 3. Ừ, đo tổng quạnh cái đo trên đó. Tổng quạnh đế nó là 50. Nó quạnh. Quạnh ngay đây là 18 nha cô chú anh chị. Rồi cây này có giá 1 triệu đồng ạ. Em bao ship toàn quốc ha, em ship luôn cả chậu. Rồi em đổi cây ạ. Rồi tiếp tục là mã số 4 cũng là linh sam song hinh luôn ha. Chiều cao 32, tán ngang 50. Rồi tổng 48. Ngay vị trí này là 23. Rồi cây này cũng có giá là 1 triệu đồng ạ. Em bao ship toàn quốc ạ. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Tiếp tục. Mã số 5 cũng là linh sam song hinh ạ. Cây này chiều cao 31, tán cây này chiều cao 38, tán ngang là 46. Hai mươi sáu ạ.
Và cây này cũng có giá là 1 triệu đồng luôn. Rồi em xin phép đó cây. Cây này cũng là linh sam song hình. Cây này chiều cao 27, tán ngang 33, mã số 6. Cây này có giá là 550.000 đồng ạ. À. 23 chịch chanh. 5 15. Cây này đang ra hoa nha cô chú anh chị. Hoa nó màu tím rất là đẹp ha. Rồi em xin phép đó cây ạ. À. Tục cũng là linh sam song hình luôn. À, số 7, chiều cao 26, tán ngang 40. Đâu hoành được. Ừ. 17 á. Cây này có giá là 800.000 đồng, em ship luôn cả chậu. Rồi em xin phép đổi cây ạ. À. Tiếp tục là linh sam 86 ạ. À. Mã số 8. 34. Chiều cao 34. Tán ngang 51. Tán ngang 51. Cây rất là già, dễ làm bông lắm nha cô chú anh chị. 21. Cây này có giá là 900.000 đồng ạ. À. Cây làm rất là lâu nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây ạ. À. Tiếp tục là mã số 9. Này là mai chiếu thủy lá lớn nha cô chú anh chị. Cây này cao cây này chiều cao nó 1 mét nha cô chú anh chị. Tán ngang 80. Tán ngang 80. Rồi em đo thông số ạ. À. Em đo đúng rồi. Em đo nhiều vị trí ạ. À. Ngay vị trí này. Đo chụp. Cắn làm lum nha. 60 59. Rồi dính đó. Ngay vị trí này là 59 nha cô chú anh chị. Cây rất là khủng ha. Rất là to. Rồi đo luôn hoành đế. Ở đó đây cũng được. Và ngay vị trí này nó là 42 ạ. À. Đo tổng hình. Hoành cũ. Này. Một trăm lẻ năm ạ. Thoát thân. Thẳng xuống. Ừ. Thoát thân là nó 66 người cô chú anh chị. Mai chiếu thủy lá lớn, giờ đèn lá lớn. Cây này có giá là 15 triệu nha cô chú anh chị. Cây này em bao ship toàn quốc ha. Cô chú anh chị có yêu thích thì liên hệ số máy là 0798096577 ha. Em tên Thanh. Số đó cũng là số Zalo luôn ha. Rồi em xin phép đổi cây ạ. À. Tiếp tục là mã số 10 là mai chiếu thủy lá chung ạ. À. Cây này chiều cao là 27, tán ngang 37 ạ. À. Cây bài ạ. À. Ngay đây thì nó 37 ạ. À. Ngay vị trí này là nó 29 rồi. Này có thẹo nhưng mà không có sao ha, em xử lý rồi.
Mẹo này theo rễ, đế treo em cắt cây rất là vàng nha cô chú anh chị. Mặt thẹo thì còn tí xíu à, bằng ngón tay à. Rồi, cây này em ship chậu cho cô chú anh chị toàn quốc luôn, có giá là 3.100.000 ha. Rồi em đổi cây ạ. Tiếp tục cũng là chú thủy chung nu, chiều cao là 29, tán ngang là 41, mã 11. Cái cây này là nó cái nhánh nó hơi sệ em chổi lên ha. Ngay vị trí này là 32 nha cô chú anh chị. Được rồi, được rồi. Cây này thì nó có cái thẹo ngay đây. Này thẹo bên hông là không sao ha, bằng ngón tay. Có cái thẹo đó hả cô chú anh chị. Rồi cây này có giá là 3.3 triệu ha. Mai chiêu thủy chung nu. Đế rất là đẹp. Coi coi. Thẹo, thẹo ở trên đây, cái thẹo đầu hồi đó nè, mà nó còn có bằng ngón tay út ha. Cây này em ship chậu cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Tiếp tục là mã số 12 là cây Nguyệt Quế lá sống ông chùm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 29, tán ngang là 40 ạ. Cây lùng lực. Rồi em đo quanh ạ. À. 35 ạ. Củ rất là bự. Đế nó cũng để thưa 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 đế nhưng mà nó đều nha cô chú anh chị. Đo tổng cái củ này. Cái củ nạc nó tới 42 nha cô chú anh chị. 42 43. Cây này thì nguyệt quế thì thẹo thì không sao ha. Thẹo nó nguyệt quế thì nó không có lành đâu. Nhưng mà nó không có tuột là được là ok ha. Bên em có sao thì em báo vậy ha, cô chú anh chị xem kỹ đó chốt hàng giúp em ha. Rồi cây mã số 12. Cây nguyệt quế lá sống ông chùm, cây này có giá là 2.800.000 nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây ạ. Cây nguyệt quế em không có ship chậu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là cần thăng ha, cần cù thăng tiến, mã số 13, chiều cao là 46, tán ngang là 44. Thì em đo thông số luôn ạ. Ngay vị trí này thì 50 ạ, 49, 49 50 gì đó. Cái đó thì nó không có đáng kể ha. Rồi, ngay đây nó 31, em tính 30 thôi. Tại nó dính cái cọng rễ này. Rồi cây cần thăng này có giá là 1 triệu đồng nha cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Tết này mình chơi cây này là rất là ok ha, cần cù thăng tiến. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Rồi tiếp tục cũng là cây cần thăng luôn ạ. Mã số 14, chiều cao 44, tán ngang cũng 44 luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đo thông số ạ. Tổng hoành đế của nó là 55 ạ. Rồi em đo ngay vị trí này thì nó 36, chịch lên trên chút. Đây. 4. Chưa. 3. Rồi gịch dưới đi. Rồi. 27. Hoành chứng là 27 nha cô chú anh chị. Rồi cây này có giá là 1.100.000 đồng ạ. Cần cù thăng tiến, bộ đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này nó lên da cốm hết rồi. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Tiếp tục là mã số 20, 15. Chiều cao 49, tán ngang là 31. 51. Tán ngang 51.
Cây này nhìn giống cái con gì vậy đó, rất là đẹp ha. Rồi em đo thông số 48. 48 á. Làm hai. 32, đo ngay cục này. Cục này rất là bự ha. Cục này 37. 36 á. Rồi, ở đây. Mười tám á. Cây này có giá là 1,4 triệu ạ. Cây cần thăng. Cây này em ship chậu cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Và tiếp tục là em lên sâm núi trái nha cô chú anh chị, mã số 16, cây này chiều cao là 34, tán ngang là 54 ạ. Sâm núi trái. Sâm núi trái 100% nha cô chú anh chị. Mươi ạ. Ngay đây thì 25. Lòng lên anh chị anh. Ba. Hay vị trí này là nó 22 nha cô chú anh chị. Cây này em ship chậu luôn có giá là 3.200.000 đồng ạ. 3.200.000 đồng nha cô chú anh chị. Cây này nó còn ít còn kẽm à. Cái này mình về mình tháo ra luôn được rồi đó. Này vô dây cũng lâu rồi. Rồi em xin phép đó cây ạ. Vậy. Tiếp tục mã số 17, chiều cao là 43, tán ngang nó là 52 ạ. Cái này là cũng là sam núi trái luôn nha cô chú anh chị. Rồi em đo cái hoành ạ. Tổng Không hoành ra. đế 45 ạ. Ngay Không đây ra. thì nó 23. Dịch Không trên là ra. 22 ạ. Ở cây này có giá là 3 triệu đồng ạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Cây này cũng còn 2-3 cọng kẽm mà cô chú anh chị. Cây thì sạch cây à. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Tiếp tục là mã số 18 á. Chiều cao là 48. À, để cái chậu cho ngang ngắn rồi. Tán ngang là 62. Rồi đo thông số. Xăm núi trái luôn ạ. À, tổng tổng cụm nó là 44 ạ. Ngay đây thì 20, chỉnh cho anh chút. Rồi. Đúng. Tính 20 thôi. Cây này có giá là 2 triệu 7 á. Tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Cây này trái được 2 mùa nha cô chú anh chị. Đợt này hết mùa nè, em đổi cây. Tiếp tục mã số 19. Cây này nhỏ hơn. Chiều cao 37, tán ngang 54. Cây này nhỏ giá rẻ. Rồi em đo thông số á. Dịch chưa? Đây nè. 14 ạ. Cây này về tháo cảm kẽm được nha cô chú anh chị, siết dây vậy đó. Vô hình như cũng 2 tháng, 2 tháng mấy vậy. Rồi cây này có giá 1,4 triệu ạ. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Em ship chậu cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi. Tiếp tục mã số 20, chiều cao 40,
tán ngang là 40 luôn ạ. Xăm núi trái ngay đây là 42. Đây 21. Đo nhiều vị trí. Đây chắc nó bự hơn quá. Đẹp. Lật lên. Lật thích đi. Ừ. Ngay đây thì nó cũng 21 luôn ạ. Cây này có giá là 2 triệu 7 luôn nha cô chú anh chị. Em xếp chậu luôn ha. Cây này cũng còn dài cộng kẽm à. Rồi em xin phép đổ cây ạ. Cụm rừng Mai Chiếu Thủy Trung Nu nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 21. Cao 49. Cao 49. Tháng ngàn 62. Rồi em đo ạ. Đo trên này. Ở đó đi. Sáu mươi lăm ạ. Cái này em có trừ heo nha cô chú anh chị. Rồi cái hoành đại diện một cây. Cây hả? Ngay đây là nó 15 ạ. Rồi cái cụm này em không có xếp chậu nha cô chú anh chị. Cây này nó có giá là 2 triệu 800 nghìn đồng ha. Nguyên một cụm rừng Mai Chiếu Thủy ha. Bông rất là nhiều ha. Nó có cái rễ nó bị cháy nhưng mà nó kéo lại mạnh dữ lắm, mạnh nghe cô chú anh chị. Bằng những cái thẹo này là cái nhánh rồi đó. Những cái cây á. Này để em đếm bao nhiêu thân. 2, 4, 6, 8, 10. 11 thân nghe cô chú anh chị. Cây rất là già ha. Rồi em xin phép đổi cây ạ. Rồi tiếp tục là 22 là cây me chua. Chiều cao 72. Tán ngàn 68. Cây này em không có xếp chậu ơi chú anh chị ơi. À, cái chậu nặng dữ lắm. Đo ngay chỗ bự nhất đi. 50 ạ. Đó đây. Ba mươi ạ, ngay vị trí này 30. Trên đây. Ngay đây thì nó 26 ạ. Cũ nó xổm lên đo cũ xổm. Cũ xổm lên cả 18 á cô chú anh chị. Thoát thân lên cành một. Thấp thân lên cành 1 thì nó 37 á. Cây nuôi cốt đùi mới giật lại nha cô chú anh chị. Cốt đùi rất là bự ha. Cây này có giá 3 triệu nha cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Me chua. Rồi anh xin phép đổi cây ạ. Tiếp tục là mã số 23. Cây này cây me ngọt nha cô chú anh chị. Cây này chiều cao nó 74. Tán ngang của nó 67. Cây này cũng cắt giật tay cành. Cây này cũng khó ship. Nhờ cô chú anh chị có chốt thì em cũng cố gắng ha. Cố gắng mình ship sao cho nó. Nó không có gãy nhánh. Rồi em đo ra. Đo thông số hoành. Ngay đây là 49 nha cô chú anh chị. Vị trí này là 35 ạ. À. 26 ạ. À.
Giáng long nè cô chú anh chị. Này nó sẫm lên chắc cỡ 20. 20 không? Rồi. Đây nè. Đây nè. 20 cô chú anh chị. Rồi cây me ngọt này có giá là 2 triệu đồng ạ. À. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Số máy em là 0798096577 ạ. À. Số đó cũng là số Zalo. Tiếp tục là mã số 24 nha cô chú anh chị, combo 2 cây ha. Cái này không biết me ngọt hay me chua đây. Để em coi kìa. Thôi bán me chua đi cô chú anh chị. Tại vì hồi đó lấy gì nó cũng lọt sọt, có ngọt có chua mà bây giờ em không biết nữa. Có ngọt không nữa, mình bán me chua đi. Cây rất là vàng nha cô chú anh chị. À, cây này là 24A ha. Cây này là 24B. Cây dáng quan nhân nè, à, 24B. À, bán cặp thì em bớt chút đỉnh, mua cặp thì em bớt chút đỉnh, còn mua hai cây thì em bớt chút đỉnh, còn mua lẻ thì em cũng bán luôn ha. Rồi đo đo thông thông số đi. Cây này chiều cao 49. À, 24A là chiều cao 49, tán ngang là 34. Ngay đây thì nó 27. Rồi đo cái hoành ở trên là 19. Ở bên đây. Bên đây thì nó 24. 10. Ngay vị trí này chụp trên chứ. Đến 18 á. Rồi hai cây này em ship chậu cho cô chú anh chị luôn là giá là 1.100.000 đồng ha. À, cô chú anh chị có lấy hai cây thì em giảm chút đỉnh tiền cà phê ha. Rồi em xin phép đổi cây ạ. À. Tiếp tục cũng là cây me luôn nha cô chú anh chị, cây me này cây me chua ha. Chiều cao 20, mã số 25, chiều cao là 64, tán ngang nó là 57. Ngay vị trí này thì nó 34 ạ. À. 29 ạ. À. 20. 20 ạ. À. Cây này có giá là 850.000 đồng ạ. À. Cái thằng rất là quái nha chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây ạ. À. Cây này cây me ngọt nha cô chú anh chị. Cây này mã số 26, chiều cao nó là 63. À, tán ngang nó cũng 63 luôn nha cô chú anh chị. Em đo tổng cộng nó là 54 ạ. 53, 54 gì đó. Đo cái củ đặc. 41 rồi. Hai mươi nha cô chú anh chị. Cây rất là già ha. Nó cũng có mấy cái thẹo mà thẹo nhánh đó cô chú anh chị. Nhưng mà me thì nó không có mục ha. Cây này cây me ngọt ha chú anh chị. Cái củ rất là bự. Cây này cô chú anh chị muốn có trái thì mình vô cái chậu bự một chút ha. Chứ để trong chậu nhỏ này nó không có đủ dinh dưỡng. Và cây này có giá là 900.000 đồng nha cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi em xin phép đổi cây ạ. À. Tiếp tục là mã số 27 nha cô chú anh chị. Cây này vú sữa ha. Cao 1m10. À, tán ngang là 1m ha. Cây này qua Tết chắc có trái rồi cô chú anh chị. Hay vị trí này là 60 ha. Rồi đo chụp trên chút. Đầu thuốc trên đi. 50 ạ. À. Ở trên đó 50 ạ. À. Thất thân. Thất thân. Thất thân tới cành 1. Ừ. Cái cây này độ thất thân nó cũng 50 luôn nha cô chú anh chị.
Cây này em bao ship 200 km hả cô chú anh chị, nó cồng kềnh. Hẹo thì nó kéo rất là mạnh ha, rất là ổn định. Nó bo vô nè. Chỉnh. Ở đó em dán giấy bạc cho nắng nó đừng có táp thôi ha, chứ không một bọng gì. Rồi cây này có giá là 5.200.000 đồng nha cô chú anh chị. Cây này không có ship chậu, bao ship 200 km ha. Rồi em đổ cây ạ. Rồi tiếp tục là mã số 28, cây này là si búp hồng nha cô chú anh chị. Cái chiều cao nó là 72. 8000 nó 88 á cô chú anh chị. Cái cây này nếu mà 200 km thì em ship chậu ha, còn xa nữa thì không có ship chậu. 114. Cho tổng cái quỳnh đế nó là 114 nha cô chú anh chị. Rồi đo chịch lên. Rồi cái củ đặt ở đó đây. Rồi cái củ đặt của nó là 97 á. Đây. Ngay đây là 75 ạ. Anh đi luôn. Chỉnh cái đầu. Ngay đây là 50 ạ. Cây này tàn rất là ổn định nha cô chú anh chị. Cây này gì mình gỡ dây cũng được, nó siết à. Siết dây dữ lắm à. Rất là bự ha. Thẹo đây. Si thì thẹo cô chú anh chị khỏi có sợ ha, nó không có một bọng gì đâu. Tàn rất là ẩm mịn ha. Hết rồi. Rồi cây này cũng cây cuối cùng của clip ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Cây này có giá là 10.500.000 đồng nha cô chú anh chị. Thì cuối clip em cũng khuyến nói gì hơn, cũng rất cảm ơn cô chú anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ em ha. Thì em cũng mong rằng cô chú anh chị mình tiếp tục ủng hộ em để em có thêm động lực săn cây và phục vụ cho bà con mình ha. Thì em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.